Em chào anh chị em cô chú, mình đang xem video của Nhân Vlog 1989 nha. Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2024. Em xin chúc cho mọi người luôn thật là nhiều sức khỏe nha, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mấy bữa nay thì em chia sẻ mấy cái mẫu hồ mini bằng chậu kiển nè, rồi mẫu hồ lớn nữa. Có nhiều anh chị em giống như ở nhà mình xây nhà đó, còn dư một tí gạch men. Mọi người hỏi mình là mình có thể nào ráp lại để mình nuôi cá koi được hay không. Cái mẫu hồ bằng gạch men thì em chia sẻ lên kênh khá là nhiều lần rồi nha. Nhưng mà đơn giản dễ làm nhất trong video ngày hôm nay thì em mời anh chị em của chú cùng như là mình sẽ về tỉnh Bình Dương nha. Mình ghé nhà của em tự để mình tham quan cái mô hình hồ mini thôi, tầm cỡ khoảng ngoài 500 lít nha. Thì đây là cái cách làm của tự đến thời điểm hiện tại, bây giờ hoạt động trên 3 tháng rồi. Nước rất là trong, cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Hệ thấm lọc thì mình làm bằng đường ống chữ U để cho anh chị em cô chú nào ở nhà. Hiện tại bây giờ giống như là mình còn dư một vài tấm gạch men đó, bây giờ mình muốn tận dụng để mình ráp lại, mình nuôi cá koi ba đuôi, ranh chuông với lại chép sư tử, thì anh chị em cô chú mình có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ đến cách làm lọc của tự luôn nhé. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Em giới thiệu với là mọi người, đây là không gian hồ của em tự nhé. Để bây giờ em chia sẻ một vài thông số hồ của tự, sau đó mình sẽ nhờ tự ha chia sẻ chi tiết ngay chỗ phần lọc á, để cho mọi người xem coi là đối với lại những cái mẫu tầm cỡ khoảng 500 hoặc là 600 giống như của tự á, thì hồ làm bằng gạch men mình sẽ làm lọc như thế nào. Hồ này của tự ở đây chiều dài là 1m8 nha mọi người. Chiều ngang của mình là 60 và mực nước trong hồ tự đang để sắp xỉ gần 60. Như vậy là mình tính ra hồ này của tự tầm cỡ khoảng là gần 700 nhé. Trong hồ thì mình sẽ làm đường ống chữ U để mình lấy nước từ ngay chỗ hồ chánh ra bên ngoài. Nếu mà anh chị em cô chú mình có cái máy khoan á, mình có thể là kiền, sau đó là mình khoan ống để mình kết nối ra bên ngoài, thì cái điều đó là nó quá tuyệt vời rồi. Còn nếu như mình khoan không được thì mình có thể là làm cái kiền sắt bên ngoài giống như của tự nè, sau đó mình sẽ kết nối bằng cái đường ống chữ U. Còn nếu mà làm đường ống chữ U mọi người không biết làm như thế nào á, có thể là vào trong kênh ITB của Nhân nha, mình xem luôn. Tại vì mình có làm một cái video hướng dẫn cho anh chị em cô chú mình cái cách làm đường ống chữ U, mọi người có thể là bấm vào đó, mình ráp cái đường ống vào nó sẽ ra cái đường ống chữ U cho mình. Còn nếu mà anh chị em cô chú mình bắt đắc dĩ lắm không biết làm đường ống chữ U nữa thì thôi, mình để bơm bên trong hồ ha, bơm ra thùng lắng rồi qua dàn ba ki mình chơi như vậy cũng được. Quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay, đó là hồ này của mình làm từ gạch men và cái cách mình dán như thế nào để cho nó hiệu quả, nó bền mà mình chơi lâu dài. Nói chung là có rất là nhiều cái cách dán nha, mình chia sẻ cũng khá là nhiều cái loại keo rồi đó. Nhưng mà ở đây tự chia sẻ là mình, gạch men này thì tự dán bằng silicon A300. Anh em có thể là dán bằng A500 cũng được nha. Nhưng mà quan trọng nhất là cái phần ngoài mình phải làm cái kiền sắt nha. Có nhiều bạn là không làm là không đúng đâu. Mọi người nếu mà không làm á, mình cho nước vào cái thể tích nước của mình nó trên 200 lít á, một cái thời gian cá của mình nó bơi nè, cộng với lại hệ thấm lọc và cái luồng của mình nó chuyển động á, nước của mình nó tức, lâu ngày nó sẽ bị bung nha. Nên là tốt nhất để mà xác định chơi lâu dài, bền, an toàn thì nên làm cái khung sắt bên ngoài giống như của tự nha. Còn keo thì mình có thể là A300, A500 cũng được, hoặc là một vài cái loại keo chuyên dụng khác dành cho cái gạch men này của mình cũng được nha. Loại nào cũng được, nhưng mà cái quan trọng nhất là mọi người phải làm cái kiền. Còn nếu mà anh em không làm cái kiền á, lâu ngày chắc chắn nó sẽ bị bung. Và mọi người biết rồi, nếu mà nhà của mình có em bé nhỏ hoặc là người lớn tuổi á, nó bung như vậy cực kỳ nguy hiểm nha. Thì đó là cái cách để mà mình dán cái hồ lại bằng gạch men giống như của em tự. Về phần hệ thấm lọc thì thôi, để bây giờ mình sẽ nhờ tự ha, sẽ chia sẻ cũng đơn giản thôi để cho mọi người xem coi là cái cách mà tự làm lọc như thế nào nhé. Đây là cái hệ thống lọc của mình đó. Hồ mình thì dài 1m8, 60 lên 60, 1m8 thì mình chia 30 lọc là còn 1m5 đó. Làm ống chữ U mình không có phép lỗ, làm ống chữ U ra. Đây, một ống chữ U 60 với một ống chữ U 39. 39, 34 gì đó, không nhớ nha. Rồi ra đây, chữ U thì nối ra ngăn lắng đây. Đây là lắng, em nối xuống dưới, nó xuống dưới đây. Ở đây thì em để không, đây để không để cho lắng xuống. Ở đây thì em để xi mát với lưới làng với lớp xi mát với đá xem thạch. Bên này thì cũng vậy, ở đây thì em để không, cũng làm giống như là ngăn lắng bên kia vậy thôi, để không lớp hai lớp xi mát, lớp lưới làng, lớp xi mát
Bên thứ ba thì em để lớp hai lớp dưới mắt, một lớp lưới lai với xỉ than. Đây thì ngăn bơm. Ngăn bơm thì bơm thì em cho cái bơm là 3.000 với cái bơm 2.000 3.000 3.500 gì đó với cái bơm 2.000 5.000 đó. Rồi bơm 2.000 thì em để thau luộng với nè, thau luộng màu trắng trắng đó, trắng trắng nè, thau luộng. Cái bơm 3.000 thì em cho lên dàn bật ti của em. Bật ti thì em cũng làm khác hai bên đó, thì em để là bên này với bên này để nhân thạch, với cạnh thì có những vài cái cây lá dứa. Ở đây thì để trắng, em để hạt ca nét. Ở dưới đây thì cũng vậy, đây thì em ngăn đây, để xuống đây qua đây thì em để nhân thạch với cái xí viên. Vừa rồi thì Tự đã chia sẻ là mọi người hệ thống lọc hiện tại bây giờ của Tự anh em nhé. Để bây giờ mình sẽ mô tả lại một lần nữa để cho mọi người hình dung cho nó dễ luôn. Từ ngay chỗ hồ chánh thì Tự làm hai đường ống chữ U, 60 thì mình cho làm hút đáy, 34 thì mình sẽ cho hút lửng với lại hút mặt nha. Mọi người lưu ý là khi mà ra bên ngoài cái thùng lắng á, mình sẽ cho xuống dưới đáy. Ở trên thì mình sẽ để vật liệu lọc nha. Anh em đừng có để mà nó một cái đường thẳng luôn thì nó sẽ không giữ phân được. Anh em có thể là xài lưới lan, Z-mat, gòn đen cũng được nha. Mình giữ phân lại. Nước sạch của mình sẽ dâng lên theo một cái đường ống chéo xuống đáy của cái thùng số 2. Đó, anh em cứ lặp lại cái công thức giùm cho mình. Có nghĩa là ra là xuống đáy, nước sạch ở trên và tiếp tục xuống đáy của cái thùng tiếp theo. 2 thùng, 3 thùng, 4 thùng không quan trọng. Quan trọng nhất là cái cách mình cứ lấy nước sạch và cho xuống đáy của cái thùng tiếp theo. Như vậy là nó sẽ đạt được hiệu quả nha. Bơm ở đây thì Tự xài tổng bơm là gần 6.000, cho cái hồ chánh tầm cỡ khoảng gần 700. Nói chung là cũng khá là hợp lý nha mọi người. Nhưng nếu như có một cái lời khuyên mình dành cho anh chị em cô chú mình luôn, nếu mà được á, mình có thể là xài những cái thùng lớn. Mình xài cái bơm tầm cỡ khoảng tổng nha, tầm cỡ khoảng 8.000 đến 9.000, cho cái hồ chánh gần 700 thì lúc này nó sẽ ok hơn. Có nghĩa là thác mạnh hơn nè, luồng của mình cũng sẽ mạnh hơn. Và ngay chỗ dàn ba ki ở đây thì Tự chế nhìn rất là dễ thương nha. Trong đây mình có trồng thêm cây dứa nè, rồi mình đảo hạt cá nét nếu mà cái lực nước anh em cảm thấy nó mạnh á, để nó giúp cho mình phát triển hệ vi sinh. Thì đó là cái quy trình mà Tự làm lọc. Nhưng nếu như có một cái để mà cho hồ này của mình gọi là nó hoàn hảo luôn á, thì cái gạch nếu mà mọi người mua mới luôn nha, về mình ốp thì anh chị em cô chú mình mua cái gạch màu đen á, nó sẽ giúp cho cái màu sắc cá của mình sặc sỡ hơn, nhìn chất lượng nước của mình tốt hơn. Còn gạch ở đây thì giống như Tự tận dụng ở nhà mình có sẵn màu trắng nên là mình sử dụng luôn. Chứ còn nếu mà anh chị em cô chú mình xác định mình làm hồ mới 100% á, thì mình mua cái gạch màu đen, nhìn cái màu sắc cá của mình sẽ đẹp hơn nha. Thì đó là cái mình gợi ý cho mọi người, ai đang chuẩn bị làm những cái mẫu mini tầm cỡ khoảng 500 đến 700 giống như của Tự bằng gạch men thì có thể là tham khảo nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại Tự đã giới thiệu với lại mọi người một cái mẫu hồ cá coi mini bằng gạch men tầm cỡ khoảng gần 700 lít, hệ thống lọc đường ống chữ U, đơn giản nước trong cá khỏe dạng người. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà hiện tại bây giờ mình đang có dự định làm những cái mẫu mini giống như của Tự á, mình chưa biết làm như thế nào thì anh chị em mình có thể là tham khảo cái mẫu hồ của em Tự nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh á Tự, anh cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là chi tiết hệ thống lọc lên kênh cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì anh chúc cho em cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Anh chúc cho công việc của Tự là mang ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là Tự chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt đăng ký kênh để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my